Hai điều này sẽ làm thay đổi hiệu quả kinh doanh cho cửa hàng vật liệu xây dựng của bạn mãi mãi. Và xin chào các bạn, mình là Lê Hạ, người đồng sáng lập ra Haloma. Trong cái quá trình mà Hạ làm việc với các anh chị ở các cái cửa hàng vật liệu xây dựng hay là các cái cửa hàng thạch cao, nhôm kính, các xưởng nhôm kính, thì mình phát hiện ra những anh chị này đều không rất là khó để có thể tăng trưởng về mặt doanh số, là bởi vì mắc phải hai cái điều sau đây. Và Hạ có chia sẻ với hai điều này để mong rằng các anh chị có thể áp dụng, biến đổi công việc kinh doanh của mình cho trở nên hiệu quả hơn. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký kênh ủng hộ Lê Hạ và Haloma nhé. Quay trở lại về hai cái điều mà mình tin chắc rằng là khi bạn chỉ cần sửa một trong hai, thậm chí khi các bạn sửa được cả hai điều này, chắc chắn rằng bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình cũng như là công việc của mình nó trở nên tốt đẹp hơn. Thì điều đầu tiên mà Hạ muốn nói đến đó chính là các bạn đều không có mô hình kinh doanh. Tại sao lại như vậy? Luôn luôn là các bạn làm theo cảm tính. Các anh chị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nội thất, có các cái cửa hàng hay là các cái kho xưởng, mình kinh doanh rất là cảm tính và mình không rõ được cái mô hình kinh doanh của mình là như thế nào. Nếu như các bạn không rõ về mô hình kinh doanh thì có thể tìm xem lại về cái video Hạ có chia sẻ về mô hình kinh doanh trong cái ngành xây dựng nội thất. Ở đâu đó trên tường, trên trang của mình đều có cái mô hình và mình đã chia sẻ rồi. Và sau khi xem cái video đó thì các bạn hãy nhìn lại là cái thế mạnh của mình là gì. Nhiều anh chị làm về cửa hàng vật liệu nội thất, vật liệu xây dựng, cái thế mạnh của mình là thi công, và mình lại muốn bán được, cứ băn khoăn rằng là mình muốn bán được nhiều hàng hơn, muốn bán thương mại nhiều hơn. Trong khi đấy thì cái khu vực của mình cũng như là cái cách set up cửa hàng của mình nó lại phù hợp với cái việc là bán lẻ, hay là cái nhóm khách hàng mà mình hướng đến thì nó lại không phải là nhóm khách hàng mà bán thương mại, mà nhóm khách hàng các bạn đang hướng đến là những cái nhóm khách hàng mà mình làm thi công hoàn thiện. Vậy nên là nếu như mà mình, cái mô hình kinh doanh của mình là kinh doanh tấm ốp nhựa, cửa hàng vật liệu tấm ốp nhựa chẳng hạn, và bạn xác định rằng bạn sẽ bán thương mại nhiều hơn là việc bạn thi công, thì lúc này những cái khách hàng, những nhóm khách hàng cần bạn cần hướng đến đó chính là những đội thợ, những người mà chuyên thi công, chuyên nhận công trình. Và trong cái quá trình mà mình làm kinh doanh thì sẽ có cả những người mà họ đang có nhu cầu thi công hoàn thiện, họ cũng sẽ gặp được mình nữa. Và những cái người cần làm hoàn thiện này chỉ là phần phụ thôi. Còn nếu như bạn có lợi thế về mặt là đội ngũ thi công mà bạn lại tập trung vào việc bán hàng thì nó lại không phải là lợi thế. Bạn đang là thợ ngành nghề đi lên và muốn phân phối, muốn thi công mở rộng ra, thì lúc này hãy tập trung trước vào đó chính là nhận các công trình, nhận các dự án trước đã. Sau đó cái quá trình mà mình làm truyền thông, làm marketing, làm giới thiệu sản phẩm ấy, nó sẽ có thể bán thêm được hàng. Lúc mở cửa hàng ra ấy, thì đội thợ đi qua thì họ cũng thể nhìn thấy, và phần bán lẻ này, thì phần bán thương mại này thì nó là phần đi kèm phụ phía sau. Vậy nên là cái tỷ trọng, cái nào quan trọng hơn là mình phải tập trung dựa vào cái lợi thế của mình là cái nào trước đã. Chứ mình không thể là đang giỏi về thi công nhưng mà mình muốn bán được thương mại nhiều hơn, trong khi những người mà đang bán thương mại giỏi hơn thì lại muốn nhận được công trình nhiều hơn, tiếp cận đối tượng khách hàng bị sai, nên là mình sẽ thu hút được sai. Và mình cứ lo lắng, đi băn khoăn chăn trở cái điều đấy. Vì vậy nhá, dù là gì đi chăng nữa, xác định đúng mô hình kinh doanh, xác định rằng mình có thế mạnh ở điểm nào, hãy tập trung thật nhiều cho cái thế mạnh đó trước đã. Sau này khi mà mình làm tốt được cái điều đó rồi thì mình hãy phát triển tiếp những cái phần phía sau lên. Thì lúc này thì bạn đó sẽ có, khi bạn có tiền và cái tiềm lực tài chính cũng như là có khách hàng, làm tốt được một thứ rồi, bạn sẽ có cái cách thức để mình làm tốt được những cái thứ tiếp theo. Và cái tiêu chí số 2 đó chính là với những anh chị mà làm công việc nó cũng đang khá là phát triển rồi thì mình thường hay bị lan man trong một thời điểm nào đó, và đặc biệt là khi mà các bạn mới bắt tay vào nghề, thì yếu tố quan trọng nhất đó chính là sự tập trung. Hãy tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào cái công việc kinh doanh đó. Khi nó phát triển rồi thì mình mới tìm kiếm thêm những sản phẩm mới, tìm kiếm thêm những cách thức mới, tìm kiếm thêm nhiều điều mới để mình triển khai. Khi mà bạn chưa làm tốt được một thứ mà bạn đã vội vàng chuyển sang cái thứ hai thì mọi thứ nó sẽ bị phân tán ra và nó không đi đến đâu cả, nó cứ làng nhàng thôi. Hãy làm tốt một thứ tại một thời điểm. Mình lấy ví dụ như này, có anh ấy nói rằng mình đang muốn phân phối tấm ốp nhựa này, xong sau đó thì các anh ấy lại bảo là vì là cái mặt bằng này nó rất là đẹp nên là mình định là sẽ làm thêm cả đèn nữa. Nhưng mà các bạn hãy hình dung là như thế này, khi mà bạn còn đang làm chưa tốt được một thứ, đấy là mọi thứ về tấm ốp nhựa các bạn vẫn còn đang rất là mông lung, chưa rõ ràng về nó, và về khách hàng, về thị trường, về cách thức thi công cũng như là mọi thứ còn đang rất là mới. Bạn lại thêm một thứ mới nữa thì bạn lại tiếp tục là phải dành thời gian học tập và nghiên cứu cái thứ mới đó nữa kia, thì có phải rằng là cái nguồn lực đấy của bạn bị chia làm đôi, và hiệu quả
thì bạn cũng sẽ có phần nào hiểu ra rồi đúng không ạ? Nên là tại một thời điểm hãy làm tốt một thứ cho nó có kết quả thật tốt, kết quả như là mình mong đợi, rồi hãy làm tiếp những cái tiếp theo. Để phát triển được công việc kinh doanh của mình thì có hai điều rất là quan trọng. Đầu tiên đó chính là xác định đúng mô hình kinh doanh dựa theo điểm mà mình có thế mạnh, sau đó thì sẽ cứ phát triển lên thêm. Khi bạn phát triển đến một tầm nào nhất định rồi thì sẽ sang tiêu chí số 2, đó chính là sự tập trung. Tập trung phát triển thật tốt một thứ, sau đó khi bạn có khách hàng, có thị trường rồi thì hãy tìm thêm những cái sản phẩm tiếp để bán cho cái thị trường mà mình đang cung cấp. Và với hai tiêu chí đó thì chắc chắn rằng bất kỳ ở giai đoạn nào bạn cũng sẽ có thể áp dụng được. Và làm tốt được hai điều này, công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn và phát triển mạnh mẽ hơn. Trong cái quá trình mà các bạn áp dụng chiến lược này, hãy cùng chia sẻ lại với Hạ những cái băn khoăn, những cái lo lắng hay là những cái ý kiến, những cái khó khăn mà bạn gặp phải. Hạ và đội ngũ của Haroma sẵn sàng cùng đồng hành với bạn được trở nên phát triển hơn, tốt hơn. Trong các video tiếp theo, Hạ sẽ lại liên tục chia sẻ với các bạn những thông tin về dòng vật liệu mới, cũng như là những cái chiến lược, những cái kinh nghiệm kinh doanh trong cái lĩnh vực xây dựng nội thất này. Vì vậy đừng quên ấn nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ trong thời gian sắp tới nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.